Đây đây, cái đám cưới mà mọi người mong chờ bữa giờ thì cuối cùng cũng đã diễn ra rồi nha. Video này sẽ là tiệc đám cưới tổ chức ở bên nhà gái. Tiệc ở bên nhà gái thì sẽ được tổ chức ở nhà hàng Sen Palace ở trên Thủ Dầu Một nha mọi người. Khúc này là Ivy nhà Hoa nhìn thấy hồ bơi nên là em thích dữ lắm luôn, cứ wow wow riết à. Ở đây thì người ta tổ chức lễ cưới và đãi tiệc ở ngoài trời luôn, có view hồ bơi rất là đẹp. Người lớn tới đây thì tha hồ mà sống ảo, nhưng mà cho mấy bạn nhỏ đi tham dự tiệc ở ngoài trời mà lại có bể bơi như thế này thì canh cực dữ lắm luôn. Trong thời gian chờ đợi khách mời ổn định chỗ ngồi thì đoàn ca múa nhạc của nhà hàng sẽ biểu diễn để làm nóng sân khấu trước. Rồi bây giờ thì giờ lành đã đến, ba của cô dâu sẽ dẫn cô dâu lên sân khấu và trao cho chú rể. Em trai của Hoa nó hồi hộp quá không thể chờ đợi được lâu hơn nữa nên là nó đi xuống dưới nó rước cô dâu lên luôn. Còn bây giờ thì sẽ là sự hiện diện của hai bên thông gia. Video này thì Hoa xin phép sẽ che mặt ba mẹ cô dâu bởi vì họ không có thích đăng hình ảnh của họ lên trên mạng á mọi người. Tiếp đến thì sẽ là các thủ tục làm lễ không thể nào thiếu trong đám cưới của các cặp đôi. Nghi thức làm lễ này thì diễn ra cũng nhanh thôi, tầm khoảng 30 phút là xong à. Làm lễ xong thì cô dâu và chú rể sẽ đi thay đồ để đi chào khách từng bàn. Tính từ cái thời gian đón khách, làm lễ và tiếp khách thì cũng mất ít nhất khoảng 3 tiếng đồng hồ mới xong. Nên là những bạn nào mà chuẩn bị làm cô dâu chú rể thì Hoa khuyên là nhớ ăn lót dạ cái gì đó trước nha, không thôi là sẽ bị đói không có đủ sức để tiếp khách đâu nè. Mọi người cũng biết là Hoa là một food blogger ở trên TikTok nên là mặc dù đi ăn đám cưới nhưng mà Hoa cũng không quên quay lại đồ ăn để review cho mọi người đâu nè. Đồ ăn ở đây thì người ta trang trí cũng khá là đẹp mắt nhưng mà ăn thì cũng tạm thôi mọi người ạ. Tất cả những cái món ăn mà Hoa review trên TikTok thì đều là những cái trải nghiệm thật của Hoa nhưng mà chỉ trên tinh thần tham khảo thôi nha mọi người, bởi vì khẩu vị của mỗi người mỗi khác mà. Trong lúc mà mấy đứa em của Hoa đang mải mê ăn lẩu thì Hoa đã chuyển qua món tráng miệng rồi nè. Món chè khúc bạc này thì Hoa thấy nó hơi bị ngọt gắt, nếu mà cho ít đường đi thì nó sẽ ngon hơn. Ăn xong thì lại ra chụp hình với cô dâu chú rể một vài bước rồi về. Hẹn mọi người đám cưới phần 2 bên nhà trai nha.